hết tươi luôn. Cá làm sẵn à. Rồi, chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại video mới nhất của mình. Hiện tại mình đang có mặt tại quốc lộ 1A và bên trái chúng ta đây là công ty Buchen của Đài Loan, và bên phải chúng ta là khu công nghiệp Tân Tạo. Hôm nay xin chia sẻ quay lại những hình ảnh về cuộc sống của những lao động tại cái khu công nghiệp này nha các bạn, cũng như công nhân của khu của công ty Buchen. Hầu hết những người lao động ở đây là dân nhập cư ở các tỉnh từ Bắc chí Nam đều tụ tập ở đây, rất là đông đúc. Khu này rất là đông đúc và náo nhiệt. Đây là giờ 5 giờ chiều, giờ tăng ca của công nhân công ty Buchen. Mình quay lại cảnh công nhân họ sinh hoạt như thế nào, và đường khu vực ở khu Tân Tạo, khu công nghiệp Tân Tạo này như thế nào nha các bạn. Các bạn cùng xem khu công nghiệp Tân Tạo này, nó nằm ở quận Bình Tân nha các bạn. Rồi, trước mắt chúng ta đó là giờ tan ca của các công nhân công ty Buchen nữa các bạn. Công ty Buchen, công ty Buchen này là công ty của Đài Loan, có số lượng công nhất, công nhân đông nhất ở Việt Nam mình. Họ có rất nhiều chi nhánh xí nghiệp ở rất nhiều địa phương. Ở khu công nghiệp Tân Tạo này thì cũng lên đến vài chục ngàn người. Tổng lượng công nhân tại công ty nó lên đến 60.000 người nha các bạn. Cảnh mua bán rất là ồn ào và phức tạp. Đây là đường xuống hầm nha các bạn, xuống hầm để đi qua bên khu công nghiệp Tân Tạo. Tình trạng kẹt xe. Ồn ào và phức tạp. Nơi đây là cái hầm để tránh qua lại, nhưng những người buôn bán đã tận dụng. Cái này là không ổn rồi. Tạo cảnh kẹt xe, buôn bán mà như vậy thì không được rồi. Họ lạm dụng cái hầm để xe lưu thông mà chắn hết kiểu này. Đây có nguyên một cái siêu thị luôn nè các bạn. Đây có nguyên một cái shop di động luôn, shop di động quần áo. Ồ, anh ta bó tay. Mình dùng mic chuyên dụng nè các bạn để tránh ồn ào, nhưng mà nó thật sự là nó ồn ào kinh khủng luôn á. Cái này mà quay thẳng mic của điện thoại hoặc là của máy quay camera thì các bạn không thể nào nghe nổi đâu, nó rất là ồn ào. Cảnh mua bán lấn lòng chỗ này. Bán ốc, bán ổi,
hầu hết là họ chiếm hết nửa con đường luôn, còn cái cầu coi như là cái hầm chui coi như là để giữa đường luôn, không hiểu nổi. Bán cá đây là phiên chợ chiều các bạn, họ bày ra khoảng 4 giờ rưỡi 5 giờ để phục vụ cho hàng chục ngàn con người, chục ngàn lao động tan ca về hối hả mua để kịp cho buổi làm cơm tối các bạn. Bán dĩa, bán theo dĩa. Bông súng kèo nè, trong bắt đầu tới 3 sổ luôn. 2 đồng 2 đồng 3 bó, 2 đồng 3 bó, 2 đồng 3 bó, 2 đồng 3 bó, 2 sổ hết. Nhãn lông 3 bó, 2 đồng 3 bó, 2 sổ hết. Nè, chuối. Mài rớt, hành tím 30 ngàn, tỏi 30 ngàn một ký. Tôm 2 ký 80. Thật sự là một cảnh hỗn loạn, náo động thật. Bây giờ không còn cái tiếng rao bằng con người nữa, họ mua sẵn cái máy luôn, ghi âm vô rồi phát thôi. Rồi mài rớt, cá. Trứng gà, trứng vịt. Trứng gà, trứng vịt là ở quê cho đem lên luôn. Cá nục. Cuộc mua bán nhanh gọn lẹ rớt rãng các bạn. Chúng ta qua bên kia đó, để đi qua đi lại thì nhà nước họ xây cái hầm này, chứ không có cái hầm chui này thì cảnh tượng hỗn loạn. Cái quốc lộ 1A này kẹt xe trầm trọng các bạn, không thể nào mà đi nổi đâu. Mấy con lương thì mấy con lương ngay quốc lộ 1A đó họ chắn hàng rào cao lên để các công nhân họ không có chèo qua khỏi đây. Ghi khu vực cấm buôn bán tụ tập mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Thì mưu sinh, nhưng mà mưu sinh thì cũng phải biết này biết kia chứ. Như vậy hỏi sao chính quyền họ không xua đuổi, họ bắt buôn bán lớn quá trời lớn, coi cái hầm đó giống như là nhà của mình sao được. Hầu hết là những con đường hết tươi luôn. Cá làm sẵn à. Cá 35.000 ký thôi. Họ làm chế biến tại chỗ rồi về nấu thôi. Chị em công nhân đi làm về không có thời gian. À, trời quá đất. Hầu hết các người lao động ở đây toàn dân tỉnh nhập cư lên.
cho nên khu đây là sẽ đáp ứng hơn mấy chục ngàn con người. Một buổi chiều tan ca ra thì khu này trở nên nó ồn ào náo nhiệt. Hộp quý 10.000 ba trái. Họ đóng những cái sạp siêu khổng lồ, trón hộp nó còn bự hơn chiếc xe ba gác bình thường các bạn. Nó là chiếc xe ba gác, xong họ nới rộng ra rồi bắt đầu họ làm đầu họ để lên cái xe bắt đầu chở đi. Rồi. Các bạn nghe không biết có ồn ào không, mình dùng mic chuyên nghiệp rồi đó chứ mà mic thu trực tiếp từ điện thoại hoặc là từ máy quay thì thôi nghe chắc bể lỗ tai luôn. Nó thật sự là ồn ào lắm các bạn, rất là ồn ào. Họ mở cái mấy cái lo thu sẵn rồi phát lên thôi. Công nghệ 4.0 rồi mà không có phải như hồi xưa rao bằng miệng, mỏi miệng, mỏi miệng. Bánh canh bột gạo chè quá ngon, nhìn nó ngon hấp dẫn quá. Thôi đây bán cho đồ chị em phụ nữ nè, vớ găng tay. Rồi, mặt tuột khô mực đầy đủ luôn. Thật sự là náo nhiệt. Bơm nho, sầu riêng 1 kg 25 ngàn nè. Nhìn ngon quá. Bơm, cốc, trái lựu nữa. À, đây là siêu thị, gọi là siêu thị di động. Tất cả các loại cá, tất cả các loại rau củ quả họ để lên chiếc xe và cứ thế là chở đi bán thôi. Và đây là hết cuối đường của cái khu dãy chợ, các bạn ra lại khu quốc lộ 1A. Rồi, mình xin kết thúc video ở đây, chia sẻ lại một số hình ảnh cho các anh chị và các bạn xem cuộc sống của người lao động sau giờ tan tầm thì họ sẽ đi chợ và hối hả như thế nào. Thôi chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.